con giấc mẹ đẹp chiều nay hai hàng nến hồng một đời ước nguyện đôi tim hồng chọn câu giấc hiến chọn đời yêu thương cho tình này mãi mãi sắt son luôn trung trinh đoàn hứa vẹn tròn bao ước nguyện sống cho tình yêu quy đây giấc mẹ là tình yêu hoa đời nở vàng chọn câu ân tình yêu thương này nguyện mẹ chúc phúc tôi đã làm đôi nhiều.
danh hiệu Chúa Vương, là danh hiệu cao quý hơn những gì lòng người nhắc thương mong. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự người và yêu mến thánh danh, cùng trở nên tôi tớ của người. Hết những ai giữ ngày sa bát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của ta. Trên bàn thờ của ta, ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và lễ chúng dân, vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.
thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại, với tư cách là tông đồ gốc dân ngoại, tôi phải trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước kia anh em đã không vân phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót. Vì con dân Israel không vân phục, họ cũng thế. Nay họ không vân phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vân phục để thương xót mọi người.
trước tiên, con xin tâm thành cảm ơn cha xứ giáo xứ Madeleine đã hữu ái cho con được đồng tế như chia sẻ trong thánh lễ chủ nhật hôm nay. Cùng như anh chị em trong ca đoàn Đức Maria của xác lên trời đã có nhà ý mời con được thông mừng lễ hồn mạng thể. Thưa đồng loạt cùng cụ thân mến, con từ Việt Nam sang thăm bà con ở Seattle, là linh mục dòng Si Tô Phúc Đình Trà Vinh ở giáo phận Vịnh Lâm, là linh mục thuần túy hai lúa đến anh thì mặc niệm nói lò bò. Nhưng hôm nay con xin được mọi người kính chào cha chủ tế, thầy phó tế, quý sơ và quý cộng đồng đồng thủ trong giáo xứ với lòng trân trọng và quý mến nhất. Thưa cộng đoàn phục vụ lời Chúa hôm nay là chúng ta thích sự xuyên suốt trong mối tương quan đức tin, đặc biệt bài tin mừng kể lại một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám, bà là gốc người dân ngoại Canaan và Đức Giêsu là người Do Thái, mà không biết lý do gì mà bà biết được Đức Giêsu. Khi thấy ngài, bà chấp lấy cơ hội thuận tiện này và bà tin rằng con bà sẽ được khỏi bệnh. Và đặc biệt hơn thế nữa, bài tin mừng hôm nay cùng minh oan cho các bà các cô đang hiện diện nơi đây. Vì các bà các cô thường nghe người ta hát đừng nghe những gì con gái nói. Con gái nói có là không, nói không là có. Phải không các bà các chị? Đấy lắc đầu. Bởi vì người ta cho rằng là người các con bảo là các bà hãy tin điểm điều nhảm nhí, nói nhỏ thôi, nào là vợ con thích, thích xem bói, đi coi từ hướng đối số, thích tử vi, có phải không? Các con nhỏ nhỏ thôi. Thưa không phải vậy, các bà các cô cũng rất mạnh, rất là ok. Nếu bị oan thì hôm nay chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng giải oan cho các bà các tỷ. Và thưa cùng đoàn, Đức Giêsu khen bà ngoại giáo là một người có lòng tin tuyệt vời, cho nên chúng ta thấy lòng tin nơi bà thật là kiên trì. Bởi vì khi giáp mặt, bà xin Đức Giêsu thấu hiểu nỗi đau của người mẹ, đau khổ vì nỗi đau của đứa con đang bị quỷ ám. Nhưng Đức Giêsu không đáp một lời nào. Phải chăng Đức Giêsu lành lùng trước nỗi đau, ngài lành lặng trước những điều người có thể làm được? Lắm khi chúng ta trong cuộc sống cùng gặp nhưng phải sự tin lặng của Thiên Chúa như thế. Nếu chúng ta buồn, chúng ta tự hỏi, Chúa có nghe con cầu xin đâu? Chúa có thấy nỗi đau của gia đình con không? Thực tế là như vậy, thưa quý mặt anh chị em. Nhưng lòng tin nơi bà Canaan chất chứa lòng cậy trông, và trước hoàn cảnh bi đát như thế, bà chẳng ngả lòng trước sự thạc linh kinh lặng của Đức Giêsu. Bà cứ đi sau mà kêu, ngài bà kêu hoài kêu mãi, rồi bà trực tiếp giáp mặt Đức Giêsu và ngài xin Đức Giêsu cứu giúp. Và bà nói là một lời từ chối không khoan nhượng, không nên lấy bánh của con gái mình ném cho Đức Chúa Trời. Chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta biết văn hóa Việt Nam khi chửi bới hoặc là nguyền rủa của ai đó thì dùng từ chó, cho nên ai bị gán là đồ chó má thì họ cảm thấy bị sốc, vì cảm thấy bị xúc phạm. Còn trái lại, văn hóa Âu Tây thì chó là con thú cưng được chăm sóc đặc biệt, chó là mối tương quan giữa người với thú nuôi trong nhà. Con trong Mỹ có thấy điều đó, và theo thống kê của nước Mỹ thì một năm người ta dành hàng trăm tỷ đô la để chăm sóc thú cưng. Và trường hợp một điều thú vị nữa là Đức Giêsu
cùng từ dùng từ cháu con để nói lên tính cách gia đình của nó trong gia đình chủ. Chó được nuôi nấng, được cưng chiều khác với những lũ chó hoang ở ngoài đường. Và có thể vì thế mà bà người ngoại giáp này đã nhận ra được tình thân ái này, và bà đã tiếp tục kêu xin với Đức Giêsu. Và từ đó lòng tin nơi bà có trong sự khiêm nhường Đức Đoàn, bà hoàn toàn chấp nhận lối so sánh của Đức Giêsu. Bà chấp nhận mình là con chó con, chỉ dám ăn chờ những nguồn bánh từ bà rơi xuống. Đúng là sức mạnh của lòng tin ở nơi sự khiêm tốn. Bởi vì với bà, tin không phải là đòi hỏi, nhưng tin là khiêm tốn chờ đợi ân sủng và bình an từ bàn tay văn phòng của Thiên Chúa cha bà. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là người có đức tin, chúng ta được ưu ái cho vào ăn bánh của con cái Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có nhận ra ân huệ Chúa ban không trong cuộc sống thường ngày? Có phải vì thế mà chúng ta quên đi anh chị em thiếu may mắn hơn chúng ta, đang gặp nhiều đau khổ trong mối tương quan gia đình, trong sự bất hòa của vợ chồng con cái? Họ đang chờ đợi các mảnh vụn từ bàn ăn thiêng liêng của chúng ta. Họ đang cần sự động viên của chúng ta. Hay là mối tương quan của chúng ta chỉ giới hạn trong những người cùng gia đình và cùng trong giáo xứ mà thôi chăng? Hay là chúng ta chỉ biết cuồn tròn bắt tay bỏ ốc ích kỷ, ghen tương giận hờn, sống thô cả, thờ ơ hứng hờ với những gì đang xảy ra xung quanh? Theo bạn biết thì ở đất Mỹ người ta không bao giờ chết vì đói thương mạnh, nhưng chết vì đói khát tình thương, chết vì thiếu sự chia sẻ cho nhau, nhất là chết vì thiếu, vì không có đức tin. Thưa anh chị em, về trong thánh lễ hôm nay, cầu chúc cộng đoàn chúng ta luôn phát triển đời sống đức tin, hàng luôn nở hoa đức ái, để mọi người chúng ta là ký cụ tình yêu luôn cho ban cho nhau, với vinh dự là con chó con được ăn bánh nơi bàn tiệc thánh. Như vậy chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa trong tình Chúa và nồng ấm tình người. Amen.
lòng thương xót của Chúa, hầu xứng đáng được niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta từng cầu xin Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việc này mà nhớ đến thầy.
chúng con dâng lên Chúa bánh thường xuyên và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con từ sáng đã vào phần thưởng tôn nha và phục sinh Chúa. Chúng con tha thứ và xin Chúa cho chúng con khi bắt phần mình và máu của Kitô được quy tụ tên bộ của Chúa Thánh Thần. Bài Chúa xin như lễ hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để thể toàn hội thánh trong nước bên cùng với Giáo Hoàng Francisco đã cùng các mục giáo thần chúng con và toàn thể đàn giáo sĩ. Xin Chúa đi đến các nơi tới Chúa là các tín đồ mà chúng con cầu nguyện trong ngày hôm nay, mà Chúa là gọi các tội đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ nào chết đi con Chúa thì được sống lại như người. Xin Chúa cùng như thế anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm tin vào sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy vào đường ánh sáng tôn nhan của Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được đồng hồ cùng sống đời đời cùng với Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã trông thể lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con. Xin nhờ người với người và cho người và mọi nhân chư và vinh quang để quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần lên muôn đời. Thank you.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trời gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Trong tay Ngài, vì đời con tất cả là
Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cố, quý bà và toàn thể cộng đồng dân Chúa. Con xin chân thành cảm ơn. Bà bố Margaret Olson là mẹ của cha Thánh Sứ. Vào lúc 7 giờ chiều ngày 24 tháng 8 là thứ năm tuần này, đúng 7 giờ tối ở trong nhà thờ này, con xin cảm ơn. Chúa Giêsu, đừng xa chúng ta.
Thánh Đức Hòa Maria. Cầu cho chúng con. Lời con thánh du xe là bạn thân giải Đức Hòa Maria chọn đời đồng chi. Cầu cho chúng con. Chan chứa thắm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đâu. Tình ai cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây. Cho con say sưa niềm vui mới, trong tay ngài em mãi luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời thơ. Tình ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu đương ngài như mơ, ôm con lạc bờ vơ mỗi say niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi. Luôn cháy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề thôi. Tình ngài như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mùa cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng. Thank you.
Hôm nào dưới nắng reo vui, một mình tôi dòng chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân tôi, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe giọng mình ngân lúc chiều về nhìn sang mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn lạ lùng. Mến Chúa chẳng